Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục dồn thêm xuống nước ta. Miền Bắc không còn mưa, trời khô ráo nhưng nhiệt độ thì vẫn tăng rất chậm. Cao nhất cho ngày hôm nay ở khu vực vùng núi phía Bắc, các tỉnh như Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Cạn và Lạng Sơn, nhiệt độ chỉ từ 13 đến 14 độ. Khu vực Trung Du và vùng đồng bằng nhiệt độ có cao hơn nhưng cũng không nhiều, dao động trong khoảng 15 đến 17 độ. Cả miền Bắc trời rét đậm, còn ở vùng núi trời rét hại. Trong tối và đêm nay, nhiệt độ miền Bắc sẽ vẫn duy trì ở ngưỡng thấp, tình trạng rét đậm, rét hại thì vẫn duy trì. Nguy cơ xảy ra băng giá tại các điểm vùng núi phía Bắc đêm nay là khá cao. Với miền Trung, dưới tác động của khối không khí lạnh, cả một dọc từ Thanh Hóa trở vào tới Thừa Thiên Huế đang có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục dồn xuống. Vùng mưa của không khí lạnh sẽ mở rộng tới khu vực Bình Định, tỉnh Phú Yên. Trong đó, thì khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Tại các nơi khác của miền Trung, mưa từ 10-30mm. Do có mưa, gió đông bắc thổi mạnh, nhiệt độ hiện tại thì thấp. Vì thế, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cũng sẽ thấp trong khoảng 15-17 độ, trời rét đậm. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ từ 19-22 độ, trời rét. Các tỉnh thành Đà Nẵng, Quảng Nam, nhiệt độ cũng chỉ từ 22-24 độ, trời lạnh. Còn ở khu vực Quảng Ngãi đến Bình Định, nhiệt độ từ 25-26 độ, trời mát. Trong khi ở khu vực các tỉnh thành phố từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, mức nhiệt trong khoảng từ 27-31 độ. Trái ngược với tình trạng mưa rét ở Bắc Bộ và miền Trung, lúc này Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có một ngày nghỉ cuối tuần nắng ráo. Trời nắng sớm, cường độ nắng mạnh làm cho nền nhiệt ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều tăng cao. Như ở tại khu vực Tây Nguyên, ngưỡng nhiệt cao nhất ngày trong khoảng 28-31 độ. Còn với khu vực Nam Bộ, các tỉnh miền Đông vẫn xảy ra nắng nóng cục bộ 35 độ. Còn tại các tỉnh miền Tây, mức nhiệt từ 33-34 độ. Trên biển ở Vịnh Bắc Bộ, trong ngày hôm nay, gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Khu vực phía Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 4-6 mét. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3-5 mét khiến cho biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây huyện đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2-4 mét khiến cho biển động. Sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên.